Bạch Thầy, nghi thức cúng đổ mái, con thấy có người cúng từ hôm trước, ngày đổ mái, có người lại cúng trong khi đổ mái luôn. Vậy như thế nào là đúng? Con xin Thầy hoan hỷ cho con đấy. Nào, cúng trước, cúng sau, cúng thế nào là? À, sợ cúng trước, ông hôm nay ông ăn xong rồi, ngày mai ông đói, ông lại đòi nữa, không cúng thì ông lại không phù hộ. Thế thì ngay con. Đấy là chúng con mắc cái bệnh tính toán, nghe không? Đấy. Thế thì nếu người ta lại bảo đây, cúng đúng ngày thì ông mãi ăn, ông không trả trông nom gì, nó đổ, nó lại hỏng hết thì sao? Đấy. Cho nên ở đây Thầy nói là cái nghi lễ, nha. Đại chúng thấy không? Không khéo, không hiểu là nó làm cho mình rối hết tất cả lên. Đấy, bảo cúng trước thì ngày mai là lại không cúng, mà ngày mai là ngày đổ chính, lại không cúng. Thế ông thần nó không được ăn, ông đói, ông lại vòi. Thế ông lại hạnh hoẹ, hỏng hết. Thế còn cúng đúng ngày thì, mà đấy, bây giờ mọi người đang đổ thế này mà đi đem ra cúng mới lễ thì mấy ông thần cứ mãi ngồi ăn mới nhậu thôi. Thế này chả làm gì cả, thế là lại hỏng hết. Đại chúng có thấy lúc nào vừa ăn vừa làm được đâu. Thế thì làm sao? Trên đây Thầy nói là nghi lễ. Chư thiên, chư thần á, thực ra mà nói thế này, nếu các bậc có phước họ không ăn như chúng ta đâu. Họ chứng cái lòng thành của mình. Đại chúng hiểu không? Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta bày cái lễ lên để cúng, không phải Phật ăn. Phật thánh các ngài không ăn tí nào. Chỉ có vong hồn, ngã quỷ có hồn thì có thể ăn. Nhớ, chứ còn đã là Phật thánh đâu có ăn đâu. Nhưng mà các ngài chứng cho mình do cái lòng thành kính của mình, do cái lòng nhớ ơn, tri ơn Phật, tri ơn Tam Bảo, chư thiên, chư thần mà mình sinh ra phước báu và được hộ trì. Đại chúng nhớ, cho nên trước hay sau không sao. Thầy có thể nói ví dụ 5 ngày nữa Phật tử đổ mái, hôm nay bận quá, bạch lễ cúng từ hôm nay không sao, đến ngày cứ đổ bình thường. Nghe không? Chuyện ấy là bình thường mà. Ngày ấy con phải đi công tác, con phải đi nước ngoài nhưng mà ở nhà nó phải đổ mái, thì con phải lễ hôm nay chứ. Làm sao con ở nước ngoài con bay về mà con lễ cho được, cho đúng cái ngày được. Nghe không? Các Phật tử thấy mình hiểu rồi, nó rất là thoải mái. Nghe không? Rất thoải mái. Lễ trước cũng được không sao, lễ đúng ngày cũng không sao. Nghe không? Đó. Nhá. Thì cái này, chỗ này là ở cái chỗ để chúng ta sinh ra phước báu. Chúng ta thành kính lập đàn lễ Phật, lễ đảnh lễ Phật thì chúng ta sinh ra phước báu do tâm thành kính của mình. Phật chứng cho mình, chư thiên chư thần từ đó người ta hộ trì cho mình. Nghe không? Chứ có phải các ngài ăn đâu. Các ngài đâu có ăn mấy cái đồ cúng ấy đâu. Đại chúng đã biết rồi. Nha. Đấy. Hiểu chưa nào? Như vậy thế này thì là biết cái cách cúng trước hay cúng sau rồi, phải không? Nha. Không có gì phải lo. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta không biết Phật Pháp, bao nhiêu cái làm cho mình sợ, bao nhiêu cái làm cho mình rất là lo.